Camry 2.5 nè anh em ơi. Mâm vỏ mới tinh luôn nè. Xe dơ quá chưa rửa. Mắc đời 2.5 nha, mới về. Mâm vỏ mới tinh luôn. Đèn bông rồi. Phông dáng đẹp anh em ha. Đó, đời 2.5 đời cao cấp, bên đây có 2.7 nữa nè anh em ha. 2.7 tự động. Ba đồng lăn quanh. Này thì 2.7 này 2.5, 2.5 thì để này mình 210. Số sàn bản đủ 2 túi khí và hắn ABS nha. Xe đẹp, zin, gia đình, không lỗi. Đó, dán phim cách nhiệt 3M gì đó, nghe anh chủ nó dán 3M, 2M gì mới mua lại. Anh em nhìn cái sàn nó mới nè. Camry mà anh em nhìn nó mới đẹp, dàn ghế nè. Túp lô, túp ly anh em nhìn nè. Túi khí này nè, quá chất lượng luôn. Anh em nhìn nè, những cái nút nè. Rất là mới luôn nè, điều hòa auto, màn hình Android. Đó. Anh em nhìn củ số đi không nổi luôn, quá đẹp luôn. Vô lăng. Xe không lỡ nhỏ anh chị nha. Đồng hồ báo ngày giờ đầy đủ, trần zin theo xe luôn. Đó. Em nổ máy cho đây mình nghe tiếng máy nha. Xăng này xong xe thì đầy bình luôn. Chứ ngoài xe này thì nó quá chất lượng, xe đẹp anh. Lo tép mát nè. Tấp lô tấp ly nè, nhìn nè. Đi không nổi luôn, nó đẹp vậy á. 2.5 mà đẹp vậy anh em. Nói chung là không phải dễ tìm được xe Camry mà 2.5 mà đẹp vậy đâu nha. Không phải dễ tìm đâu, họ sự hứa với anh em mình luôn á. Đẹp lắm. Mâm vỏ bốn mâm, bốn vỏ mới hết luôn. Keo chỉ lòng về, cua về rin hết luôn nè. Sùng chỉ còn nguyên của nó luôn nè. Đem bọng nó nè. Tấp lô dưới nè. Đúng xe cộp gia đình, không taxi, không dịch vụ, không lỗi anh chị nha. Sàn bọng rất là mới và dàn ghế rất là đẹp. Anh em nhìn từng cái cọng dây xích bèo của nó nè. Nó mới nè. Anh em thấy không? Ghế tì tay nè anh em. Đó. Ghế tì tay học để nước nè, đã không? Quá chất lượng luôn, trần. Camry đang là năm mà có gầm 7 màu luôn, ghê chứ. Như mới luôn. Mở 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 này em nha. Máy 2.4 bản G, bản cao cấp nha. Dòng này nó có hai loại, một loại một túi và loại hai túi nha. Em này là bản full cao cấp hai túi đèn bông. Đó, biển số đẹp 30626. Quá đẹp luôn. Anh chủ mới vừa thay nhớt. Thay nhớt nên máy nhớt số mới vừa thay luôn anh chị. Để mở lên này. Anh em nhìn mấy cái hãm này của nó rin tới giờ luôn nè. Đồ nghề mâm mâm xe cua là mâm rin luôn nè. Keo chỉ rin hết luôn nè anh chị ha. Quá đã. Dán phim hết rồi luôn à. Nút nè. Đời cao sẽ có gương kính chỉnh điện gập gương ha. Đây, gập gương luôn. Túp lô túp ly anh em nhìn nè. Bằng hờ túp lô đó nè, quá sắc nét luôn. Xe chạy 130 mấy ngàn anh chị nha. Chạy mới 130 mấy ngàn và xe hiện tại không bóng một lỗi nhỏ nào luôn nha. Wow. Đây này xuất xe anh chị. Tự động mà bán rồi. Đèn ba khoang, ba khoang đèn bi rin đó nha anh chị nha. Cái này là rin của nó đó. Xe nó hơi dơ mình chưa rửa nha. Anh em nhìn tem bọng nó tới giờ luôn. Sơn rin, sexy rin, xe không cấn đụng, không đâm va nè. ABS nè. Tem thường đó nè, rin luôn nè. Ốc chân phục nè. Cabo nè, nỉ cách nhiệt rin nó luôn nha, hơi cũ một chút xíu. Cái này nếu mà hai mới thì nó không có nhiêu tiền, có 200-300 ngàn mà hai mới mất zin để nhìn nó hơi cũ cũ mà nó rin đó anh chị ha. Lô lô nó nè, tem nó nè. Mười mấy năm à, mười mấy năm mà đẹp ghê. Coi đại đi chị, anh em quay nè chị, anh chị coi đại vậy. Cái này là cái miếng mũ, miếng chụp anh em ha, mũ này bị tét không sao ha, anh em thích tiệm hai cái mới cho cũng được ha, đâu nhiêu tiền. Xe không lỗi anh chị nha, nhớt nước mới hết luôn á, anh em về đi thôi. Đổ hơi đổ khói cho xe luôn nha. Đổ hơi đổ khói là cho tặng luôn, không bán. Sàn cách nhiệt, nỉ cách nhiệt trong còn nguyên luôn. Xe này chắc, nói chung là từ chắc thôi. Nói chung là dòng Camry thì anh em đã biết là đâu có ai mà chở taxi dịch vụ đâu. Đa phần xe gia đình với cơ quan đi không à. Cho nên là xe sẽ đẹp không ạ anh em ha. Đấy, anh em nhìn. Xe chưa rửa mình cũng không có ngại quay ha. Đó, anh em nhìn mâm vỏ nè, cái dày nè. Gầm bể 7 màu mà. Máy nội êm quá trời. Xe này anh em không mua, mua xe gì nữa. Đi bao bền. Mà cái giá cũng rất là rẻ ha. Đó. Giờ mày phân khúc hạng D đầm em chắc em chưa rửa, em rửa nhìn không ra luôn. Xe này rửa mới tin. Xe đẹp quá trời luôn. Tặng quýnh bát nguyên xe cho anh em mình luôn nha. Anh em quan tâm liên hệ cho em Thịnh qua số 0866 678971, 0834 333 3371. Em cảm ơn nha. Hẹn gặp anh em mình clip tiếp theo. Anh em có xe bán thì cứ gọi cho em Thịnh nha. 0564717171. Mua tới nhà dân luôn. Ok, cảm ơn em mình nha.